118 Ngày 118 Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Phải, học sinh của chị ấy đều phải luyện tập nói tiếng Trung như vậy đấy. 是啊, 他的学生都要这样练习讲中文的。 是, 啊, 的学生都要这样练习讲中文的。 是啊, 他的学生都要这样练习讲中文的。 是啊, 他的学生都要这样练习讲中文的。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình thấy nói tốt lắm mà. 我看说得挺好的。 Nhà mình chính là gần đây. 我家就在附近。 Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学。 Cho nên mình còn chưa cài đặt. 所以我还没有安装。 Sau khi về sẽ tải xuống xem thử xem. 回去以后会下载看看。 Lên WeChat nói chuyện nhiều một chút. 多上微信聊天。 Đó đâu thể coi là. 那哪能算是? Phiền qua đây một chút. 麻烦过来一下。 Rất quen thuộc đối với quán cà phê này. 对这家咖啡厅很熟悉。 Trông có vẻ như. 看起来. Bạn nếm thử xem. 你尝一尝。 你尝尝. Thôi. 算了. Một công ty du lịch. 一家旅游公司. Còn chưa biết. 还不知道. Ở bên ngoài. 在外面. Tiểu Dương. Xiao Yang. Trước tiên như vậy đi. Xin chê yàng bà. Vừa rồi là. Căng găng sư. Chị ấy bảo mình buổi tối đi. Tha chào wǒ wǎn shàng qù. Nhưng mà. Kè shì. Cứ luôn nói tiếng Trung. 一直说中文. Học sinh. 学生. Luyện tập nói tiếng Trung.
练习讲中文。